Rồi, thế thì các em sẽ thấy rằng là đây là cái phễu tuyển sĩ. Thì đầu tiên họ đến với ta, họ là sĩ của chúng ta, đúng không? Sau đó họ nâng cấp lên, họ làm đại lý của chúng ta thì nó sẽ rụng bớt đi vài thằng, đúng không? Đại lý xong đó nó lên nhà phân phối, nó lại rụng đi vài thằng, đúng không? Nhà phân phối xong rồi đến lên đến giám đốc, nó lại rụng đi vài thằng, đúng không? Xong đến thằng giám đốc kinh doanh là còn rất là ít. Nên là đây là một cái phễu mà chúng ta hiểu rằng là sỉ của chúng ta phải đổ vào đây liên tục. Vậy thì sỉ này nó sẽ đổ từ những kênh nào? Sỉ nó sẽ đổ từ kênh thứ nhất là Zalo. Đúng chưa? Thế thì ở Zalo này nó cũng phải phân theo là công thức bạn bàn bán bám ở đây. Nó vẫn đủ như này, nhưng nó sẽ có một đứa cuối một tí này, nó chính là sỉ của chúng ta, đúng không? Sau đó là chúng ta đẩy nó về đây, chính xác không? Rồi, tiếp theo là ở kênh Facebook. Facebook này có bạn bàn bán bám không? Vẫn bạn bàn bán bám bình thường, nhưng riêng Facebook thì nó có thêm nhiều kênh nữa là group này, là fanpage này, đúng chưa? Vậy thì ít nhất là chúng ta phải có khoảng 10 nhóm và fanpage phải có 10. Mục đích là để làm gì ạ các em? Mục đích để người ta tìm mình lúc nào cũng thấy, tránh cái tình trạng là ví dụ chỉ có một kênh Phạm Sâm mà mình không có liên quan gì đến người ta, người ta tìm mình rất khó, đúng không? Nếu đặc biệt là càng mình càng không nổi tiếng, kênh mình càng không nổi tiếng thì càng khó tìm, đúng chưa? Nên nếu mà mình có cả 10 kênh fanpage, 10 cái group thì chắc chắn là cứ bấm là chắc chắn ra mình luôn, thì đây mới là cái cơ hội dễ nhất. Các em phải chú ý là những cái điểm chạm ấy, những cái điểm chạm khách hàng ấy là cách nhanh nhất, là dễ dàng nhất người ta phải làm được. Ví dụ như là chuyển tiền, các em có công nhận là khi các em gửi một cái số tài khoản sang luôn, người ta bấm copy, người ta nhanh, rất nhanh chuyển tiền cho mình không? Hơn rất là nhiều mà chúng ta gửi một cái ảnh có số tài khoản của chúng ta ở trong đấy không? Như vậy là chúng ta bị hai lần chạm rồi, có nghĩa là người ta lại phải đánh lại cái số tài khoản của mình, sau đó người ta mới copy được, chính xác không? Nhưng mà như thế thì nhiều khi là bị làm sao? Không đúng số tài khoản luôn, nên là người ta không thích làm điều đó. Nên khi mà làm việc với ai, các em thấy càng đơn giản càng tốt. Nên một trong những cái cách tìm kiếm nhanh nhất chính là cách mà mình hút được sỉ hay làm việc gì dễ nhất. Nên cái này là các em phải chú ý. Nghe rõ chưa? Rồi, TikTok nữa cũng vậy. Và ở đây có theo nguyên tắc bạn bán bán bám không? Chúng ta lại có được có một tí ở dưới này thôi, đúng không? Họ lại đổ sỉ vào đây cho mình, chính xác không? Rồi, đến TikTok cũng vậy. TikTok, chúng ta cũng có một cái phễu TikTok này. Cái phễu TikTok này nó cũng có theo nguyên tắc bạn bán bán bám không? Có, nó lại có một xíu người ở dưới này, họ làm đại lý cho chúng ta thôi, chính xác không? Sau tiếp theo nữa là gì? YouTube. YouTube có bạn bán bán bám không? Rồi, tiếp theo ở đây là YouTube đi. Ở đây là TikTok đi, đúng không? Sau chúng ta lại lọc được một xíu người ở đây và đẩy vào đây là sỉ của chúng ta, có đúng không? Rồi, ngoài ra còn các mối quan hệ ở ngoài đời khác, mối quan hệ bên ngoài, có nghĩa là không phải ở trên internet, đúng không? Anh em họ hàng làng xóm, bạn bè của chúng ta gặp nhau ở ngoài đời, hoặc những mối quan hệ nhờ có ở ngoài đời mà chúng ta biến họ thành sỉ, thì có phải nó lại có một xíu ở đây nữa không? Chính xác không? Tất đến cuối cùng cái phần bán của mình nó chỉ được có một xíu, nó lại đổ tiếp vào đây, chính xác chưa? Và còn nhiều phương pháp nữa, chị sẽ cho một cái phễu nữa, gọi là phễu khác đi nhá. Ở đây có thể là website này, có thể là tùy các em. Phễu khác ở đây thì chúng ta lại có một tí ở đây nữa, chúng ta đổ nó về đây, thì đây có phải là một cái phễu không? Thì ở trên này nó là gì?
ở trên này để đổ được vào cái phễu này. Ở đây nó chính là thương hiệu cá nhân. Thì cái thương hiệu cá nhân này nó quyết định rằng là các em làm việc như thế nào, tuyển sĩ như thế nào nó mới được nhiều. Người ta đến với mình là do cái gì? Thương hiệu cá nhân, còn sản phẩm thì vẫn là của công ty Dạ Thảo Liên. Sản phẩm vẫn là Dạ Thảo Liên, vẫn là hôi chân, hôi lách, hôi mồm. Nhưng tại sao có người họ tuyển được rất nhiều và có người không tuyển được? Nguyên nhân là do cái gì? Đúng rồi, thì do thương hiệu cá nhân, và thương hiệu cá nhân được hình thành bởi những cái này đúng không? Được hình thành bởi những cái kênh này của mình tạo lên đúng không? Thế thì cái việc đấy là chúng ta hiểu rằng là thương hiệu cá nhân giúp chúng ta tuyển sĩ được đúng không? Vậy thì cái công thức mà bạn bàn bán bám đấy là cái công thức nó sẽ nằm ở phía trên này. Bây giờ chị sẽ ghi lại cái công thức bạn bàn bán bám để cho các em hiểu này. Đầu tiên là ban. Ban này là gì? Là ban phát. Ban là ban phát, các em ghi rõ ra. Ban nó là ban phát, có nghĩa là mình ban cho người khác một cái gì đấy. Thì ban các em hiểu rằng mình có thể giúp ai đó làm một việc gì đó nhá. Thế thì cái video ban ở đây ấy, đối với các thầy thì nó là video hướng dẫn sử dụng TikTok. Video xây kênh, hướng dẫn video. Thì cái đấy có phải là mình đang ban đi kiến thức của mình không? Có. Vậy thì cái này chính là cách dạy, cách video ban này là video dạy cách. Nói này các em có hiểu không? Ví dụ như là cách để nấu một bữa cơm ngon này, đấy có phải là mình đang ban đi kiến thức nấu cơm của mình không? Cách để tuyển sĩ giỏi này, thì có phải ví dụ như 5 cách để tuyển được nhiều sĩ ấy, thì có phải là đấy là cái mà mình đang ban đi kiến thức không? Nên video này sẽ xác định các em tuyển ai về nhá. Thì tạm thời là chị cứ dạy cái phần video ban này đã. Sau khi mà ban xong rồi, khi có những cái video ban này đi thì người ta mới biết đến mình có đúng không? Càng nhiều video ban thì càng nhiều người họ biết đến mình có đúng không? Thế thì khi mà làm video ban này này, là các em chú ý là cấu trúc của một video là có mấy phần? Cấu trúc của một video luôn luôn có 3 phần. Là phần tiêu đề này, tiêu đề này, và phần diễn giải này. Sau đó là kêu gọi hành động đúng không? Vậy thì cái phần video ban này, phần kêu gọi hành động sẽ là gì? Là chỉ để tăng tương tác thôi. Lúc này chúng ta đã bán được hàng chưa? Lúc này chưa thể bán được hàng cả, mà chỉ tìm cách là làm cho cái video này nó tăng tương tác được nhiều hơn. Đó là gì? Ví dụ như này, 5 cách để tuyển sĩ. Cách 1 là gì, cách 2 là gì, cách 3 là gì, cách 4 là gì, cách 5 là gì. Sau đó câu kêu gọi là chỉ nhằm mục đích là tương tác, để mình tìm ra được những cái người mà họ muốn tuyển sĩ thôi đúng không? Là bạn nào còn cách nào nữa thì comment xuống đây. Thì lập tức là rất là nhiều người mà họ cùng đang tuyển sĩ, hoặc họ cùng đang có cách tuyển sĩ khác, họ sẽ comment vào bài đấy, thì chính là bài tăng tương tác để tìm kiếm tệp khách hàng, có đúng không? Nên với những video ban này thì không có inbox, inbox gì nhá. Khi nào đến video bán thì chúng ta mới inbox đúng không? Nên video ban này luôn luôn tìm cách là câu kêu gọi hành động, là câu tăng tương tác và tìm kiếm thêm tệp khách hàng. Nên đây là cái video mà sẽ được nhiều lượt chia sẻ nhất luôn. Đây mới là video mà khi các em làm video khả năng viral, khả năng lên triệu view được, thì chỉ có ở video ban thôi. Ok chưa? Rồi, đến video ban này nhá. Tiếp theo đến video biết. Video biết là sau khi ban đi kiến thức rồi thì thường thường là những cái người đấy họ lập tức có những hành động là like này. Đúng không? Người ta sẽ có tác động với mình đúng không? Bình luận đúng không? Và chia sẻ đúng không?
người ta sẽ có hành động như thế này. Như vậy chúng ta đã xác định được cái người đấy họ quan tâm đến kênh của mình hoặc quan tâm đến người của mình rồi, thì lập tức là đeo bám. Lập tức là đeo bám là gì? Mày like, like bài của tao thì đương nhiên tao phải ra kênh của mày, tao bấm kết bạn với mày hoặc tao like bài của mày luôn nhá. Còn đối với follow thì chúng ta không cần, đối với lại TikTok thì chúng ta không bấm follow để tránh cái tình trạng là gì? Tránh cái tình trạng là nó nát kênh của mình ra, mình không xem được những cái hay mà mình cần xem nữa. Nên là khi mà họ like bài mình lập tức đeo bám và like, cũng like lại, cũng bình luận lại, còn chia sẻ thì thôi nhá. Thế thì các em sẽ thấy rằng là cái việc mình đeo bám này này để làm gì? Theo các em, mình đeo bám này để làm gì? Mình đeo bám để những cái video sau mình đăng lên họ mới nhìn thấy, được chưa? Theo đúng thuật toán là phải có đi có lại mới toại lòng nhau, chính xác chưa? Nên các em phải ghi rõ vào là mình like share bình luận bài của người ta, à nó like share bài bình luận bài mình thì mình like share bình luận để những video sau mình đăng lên nó nhìn thấy. Rồi đến video biết là khi đấy họ đã biết mình rồi, chính xác không? Mình biết họ rồi và họ cũng biết mình rồi, thì bắt đầu mình mới xoáy sâu vào nỗi đau. Là ví dụ như này này, với nỗi đau tuyển sỉ chẳng hạn. Tuyển sỉ kinh doanh hệ thống, tuyển sỉ nhiều mà không biết đến điều này, chắc chắn bạn sẽ thất bại. Bước 1 là gì? À, không biết chăm sóc. Bước 2 không kết nối. Bước 3 không có cùng quan điểm. Thì có phải là đến đây là bắt đầu có một cái sự gọi là quan tâm sâu sát hơn, bởi vì nó trúng đối tượng rồi mà. Nó trúng đối tượng rồi mà. Thì bắt đầu mình ra những cái video biết đấy để làm gì? Mình xoáy sâu thêm vào để khăng khít thêm cái tình cảm với họ. Và tiếp tục họ lại làm gì? Họ lại tương tác với mình lại tương tác với họ. Chứ nếu không là nó không đúng đối tượng đâu nhá. Và đặc biệt nữa là gì? Là đến cuối cùng là mình với họ phải luôn luôn xuất hiện với nhau. Mình có thể mình là người tạo nội dung, nhưng người ta xem nội dung người ta cũng phải tương tác với bài của mình. Được chưa? Rồi, sau đó đến tiếp theo đến bước là gì? Bạn biết bắt đầu đến đây mới là bạn. Đến đây là giai đoạn bạn. Lúc này mình dạy họ mới bắt đầu học nhá. Nên phải chú ý là bắt đầu đến đây mới là video làm bạn. Video làm bạn đến đây chúng ta mới bắt đầu là gì? Hướng dẫn. Cái này là chúng ta sẽ hướng dẫn sâu hơn. Còn hướng dẫn này chỉ là hướng dẫn chung chung thôi, đúng không? Hướng dẫn trên này là ai tao cũng nói, nhưng thực chất tao chả nói ai. Nhưng đến cái video này rồi thì là tao nói mày đấy, nhưng mà thực chất tao không phải là nói mày. Hai cái nó lại trái ngược nhau như vậy. Lên đến đây rồi là chúng ta đã lọc qua hai cái lưới lọc này rồi. Những lúc này là người ta biết mình rồi, người ta đã phục mình trong một cái việc gì đấy, bởi vì người ta đã làm gì? Cứ like bài của mình là người ta đã yêu quý mình rồi, đúng không? Chỉ có là người ta like bài, trừ trường hợp là bọn Dạ Thảo Liên nó like nhau thì là nó có mục đích. Còn người ngoài like chắc chắn nội dung đấy phải có ý nghĩa hoặc có giá trị với họ, họ mới like, có đúng không? Thì trước đấy là họ đã có xem nhiều video, họ yêu quý mình rồi. Thì bắt đầu đến cái phần mà mình làm bạn với họ này này. Mình làm bạn với họ này này. Thì lúc đấy mới là mình, họ mới bắt đầu phục mình. Mà chỉ có phục, có hiểu thì mình dạy họ mới nghe. Còn lại nhá, họ không bao giờ nghe đâu. Nên nhiều khi nhá, các em sẽ thấy rằng là với ví dụ như là với thầy Cường đi, là chúng ta biết ở đây thì biết thầy Cường giỏi, nhưng lên internet người ta làm gì biết thầy Cường giỏi đâu. Nên lúc đấy thầy Cường có ra lời hứa này, thầy Cường có kể là thầy Cường là học sinh của thầy Long này, hoặc đi gì đi chăng nữa, nhưng cái phần ban, phần biết này người ta chưa biết, đúng không? Thì cái phần bạn này cũng chưa ăn thua gì. Mà đây mới là hướng dẫn những cái kiến thức cơ bản thôi nhá.
Chính xác không? Nữa là thầy Cường lại đòi bán ngay. Không có đâu. Ví dụ như chị Sâm tại sao lên lên mà dạy luôn ấy, mà người ta học luôn ấy, nguyên nhân chính là gì? Là trước đấy biết bà Sâm lâu rồi, thấy bà Sâm dạy phát là tôi lao vào tôi học luôn. Thì lúc đấy là cái phần ban biết bạn rồi đúng không? Thế đến bàn. Bàn là gì? Bàn là gì? Là mình nói chuyện qua chuyện lại với họ là bàn đúng không? Khi các em ngồi offline với nhau là các em ngồi đối mặt với nhau như thế này là mình bàn bạc nói chuyện có đúng không? Nhưng trên online thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta trả lời những câu hỏi của họ thì gọi là bàn đúng không? Bàn trên online là gì? À mày hỏi tao trả lời là bàn bạc có đúng không? Vậy thì đến đây là bắt đầu cái bàn này chính là trả lời các câu hỏi. Thì các em có công nhận là ở trên này chúng ta luôn luôn có phần kêu gọi hành động này đúng không? Chính xác không? Thế cái phần kêu gọi hành động này, cái phần ban này này là chúng ta chỉ kêu gọi hành động là theo bạn còn cái cách nào nữa thì bạn comment xuống đây. Hoặc là bạn biết những cái cách nào nữa bạn lại comment xuống đây. Theo bạn là ngoài những cái cách này ra còn những cái gì nữa comment xuống đây. Thì với những cái này chúng ta không cần phải trả lời bởi vì người ta đang đóng góp cho mình. Cái này là có đi có lại là mình đóng góp cho người ta và người ta đóng góp cho mình. Chính xác không? Nhưng mà đến cái video biết này này là bắt đầu xoáy vào nỗi đau rồi. Là xoáy vào nỗi đau rồi. Là bắt đầu là có những câu hỏi tương tác là ra được nỗi đau rồi. Thì các em cứ làm tốt hai cái dạng video này, phần biết, phần bạn này, thì đầy comment để các em trả lời phần bàn có đúng không? Là cứ bắt đầu trả lời video là đến phần bàn rồi, là bàn bạc với nhau đấy. Sau đó thì mới đến là video bán. Video bán này thì sẽ có hai loại là video và live stream. Đúng chưa? Nên nếu các em mà không có cái hệ thống video đằng trước này, các em lên live stream có làm thế chứ làm nữa nó cũng rất là khó thành công. Nên đến đây mới là video bán. Nhưng mọi người toàn bán ngay thôi. Xong rồi làm việc như một con trâu ấy, dẫn đến tình trạng là gì? Làm thì vất vả nhưng kết quả nó không có. Chính xác không? Thế đến đây mình mới live stream, đến đây mới là video bán cơ mà. Nhưng mà không, Quân nhà mình là không, bố mày đến, bố mày không cần phần này, bố mày vào luôn phần này. Thế thì không có thương hiệu cá nhân. Cái này nó chính là khâu này, không có thương hiệu cá nhân đây còn gì nữa. Thế mình vào mình bán luôn là mình có vất vả không? Lên video nó quan trọng như thế này đấy các em. Nên video nó quan trọng như thế này, đến đây mình mới bắt đầu có video bán hàng và video live stream. Nên là một số người, người ta xây dựng thương hiệu cá nhân, sau đó người ta mới làm video affiliate và live stream affiliate, người ta mới có tiền. Chứ còn mấy cái đứa mới vào ngay xong rồi nghe mấy cái đứa nó bảo là không cần phải kênh, không cần phải thương hiệu cá nhân, vẫn có thể gọi là bán được hàng đấy, gọi là mèo mù với cá rán thôi, may mắn thôi, hoặc bán những cái sản phẩm mà người ta không cần suy nghĩ quá nhiều, người ta vẫn mua được, có đúng không? Thì lợi nhuận nó lại thấp, lại tiếp tục quay trở lại sức trâu, đúng không? Nhưng khi đây, đến đây mới là xây được thương hiệu cá nhân này, nhá. Đến đây mới live stream cơ mà. Như vậy là rất nhiều video đường trước, nó trải qua bao nhiêu video như này, thì đến khi video bán này, lúc này mới bắt đầu là bạn nào mà muốn thì inbox cho mình nhé, hoặc là giỏ hàng bên cạnh. Lúc này mới bắt đầu là kêu gọi hành động, còn trên này vẫn cứ tiếp tục là video tăng tương tác. Chỉ kêu gọi tăng tương tác thôi. Các em thấy chưa? Nên phải rất là rõ nha, còn đến bán. Bán thì chúng ta lại xuống quy trình ở dưới này rồi. Lúc này bắt đầu họ mua sản phẩm, họ làm sỉ của mình rồi. Thì cái quy trình này là mình lại có một cái quy trình riêng rồi. Lúc này chúng ta lại đưa họ về nhóm Zalo. Nhóm Zalo này thì là nhóm Zalo phễu, nhưng nhóm Zalo này là mày đã ở trong giỏ của tao rồi thì tao lại chăm sóc kiểu khác. Ok chưa? Thế thì đây chính là cái mà khi các em làm kênh của chị, chăm sóc kênh của chị là các em phải chú ý là đăng video, phải dành thời gian kiểm tra thằng nào like share bình luận, lập tức lên kế hoạch phải like share bình luận một ngày, phải dành ra bao nhiêu thời gian kiểm tra lại cái video của mình, xem thằng nào bình luận là mình bình luận lại luôn, đúng không? Thì nó mới lên được chứ,
thì mới bán được hàng, kiếm được tiền chứ. Chính xác chưa? Thế thì đây gọi là sơ đồ. Nhưng cái quan trọng nhất đó là mình thu hút ai nhá. Thì sang phần này, mình thu hút ai mới là quan trọng. Thì mình ở đây mình là mình. Mình là ai? Và mình thu hút ai? Nói chung là khách của mình là ai nhá. Thì đây mới là cái phần tư duy quan trọng này. Ví dụ như là như cô là cô không còn bán lẻ nữa, cô chỉ tập trung vào tuyển sỉ thôi. Vậy thì cô sẽ là người tuyển sỉ và khách hàng của cô sẽ là người sỉ. Vậy thì chân dung một người sỉ là như thế nào? Bây giờ chúng ta vẽ chân dung sỉ trước này. Bọn này là được máu kiếm tiền. Chính xác chưa? Đối tượng này là ai? Là chúng ta đã phân định ra con tàu vàng, con tàu bạc, con tàu đồng. Các em đã biết chưa? Biết rồi. Bây giờ nhá, mình chỉ thu hút con tàu vàng, con tàu bạc thôi. Còn con tàu đồng thì thôi. Nghe rõ chưa? Nhưng mà ở đây nhá, là chị nói luôn là con tàu vàng này và con tàu bạc. Còn mình không thu hút con tàu đồng. Nguyên nhân là mình là công ty, mình đừng có thu hút rách việc ra. Hai cái thằng này vào phát nó làm nó giỏi luôn cho đỡ mệt nhá. Còn ví dụ như là thầy Cường với bạn Đạt thì là gì? Mình là thầy. Đối tượng thu hút của mình là học viên thôi. Là cái level nó thấp hơn bọn này. Nó thấp hơn bọn này thì các em sẽ bị lọc một lần nữa. Có nghĩa là sau khi người ta vào học viên rồi mình lại phải lọc lại một lần nữa như thế này. Chính xác không? Chính xác chưa? Nên là lúc này xác định mình là ai và mình phục vụ ai thì ở đây chúng ta phải thuộc rất tốt bài vuông tròn. Được chưa? Chúng ta phải thuộc rất tốt bài vuông tròn. Vậy thì tròn ở đây nó có nỗi đau này. Nó có nỗi đau này. Nó có khát khao này. Khát khao chính là ước mơ đấy. Và nó thiếu phương pháp này. Nó gọi là việc nó cần làm là gì này. Đúng chưa? Thì ứng với mỗi nỗi đau này thì chúng ta phải cho nó một cái phương thuốc. Ứng với mỗi khát khao này, ứng với mỗi khát khao này này, chúng ta phải cho nó một lời hứa. Và ứng với mỗi việc cần làm này, chúng ta phải cho nó phương pháp. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ mình biết xác định khách hàng là ai. Sau khi mình xác định được rồi thì mình phải biết nỗi đau nó là gì, nó khát khao gì. Cái này các em sẽ thấy nó sẽ như này nhá. Mình phải nhận định được ra. Cái này chị đã ghi ra cho các em chưa? Cái này chính là cái tài liệu là công nhân thì gặp khó khăn gì, nông dân thì gặp khó khăn gì, giáo viên này, bác sĩ, người kinh doanh truyền thống là ghi hết rồi đúng không? Chính xác chưa? Vậy thì mình xác định được nỗi đau của nó rồi thì các em sẽ thấy rằng cái video ban này, cái video ban này này, nó chính là đụng vào khát khao của thằng khác. Bởi vì sao? Ví dụ như thế này, thằng nó muốn tuyển được sỉ nhiều thì mình dạy nó cách tuyển sỉ nhiều, đúng không? Thì có phải là đụng vào khát khao của nó không? Nó đang khát khao là nó tuyển được nhiều sỉ, thế là mình dạy cho nó cách tuyển sỉ nó có sướng không? Chính xác không? Đấy à, nó đang khát khao nó bán được nhiều hàng, mình lại dạy cho nó cách bán hàng nó có sướng không? Thì cái video mà ban kia chính là video khát khao. Cái video biết kia đó chính là video đụng vào nỗi đau. Được chưa? Và cái video làm bạn kia chính là mình dạy cho nó là mày cần phải làm gì. Cái này có hiểu không? Cái video mà cái việc cần làm của nó chính là mình dạy cho nó cái cách là hướng dẫn nó cần phải làm gì đấy. Vậy thì để có thể là tìm được và giải thích được cái video này, đương nhiên cái video này mình vẫn làm, nhưng phải chú ý
khoe cái này của mình ra này. À, mày khát khao tuyển được nhiều sỉ thì tao phải khoe đội nhóm của tao. Chính xác chưa? Bởi vì đó là tương lai của nó mà. Hiện tại của nó là nó rất muốn, đúng không? Nhưng mình sẽ khoe đội nhóm của mình ra bằng cách mình chụp ảnh thật là nhiều vào, mình đào tạo thật là nhiều vào, mình luôn luôn đưa là đội nhóm của tao rất là đông đúc và đoàn kết vào. Thì có phải là đụng vào khát khao của nó chưa? Xong mình lại dạy cho nó cái khát khao là, à nếu mà mày muốn như thế này, tao dạy cho mày cách tuyển sỉ 1, cách tuyển sỉ 2, cách tuyển sỉ 3. Thì nó có ok không? Đúng chưa? Tiếp theo đến nỗi đau. Nỗi đau của nó, mình dạy cho nó là, à mày mà gặp nỗi đau là sỉ mày của mày không nghe lời mày này, mày không tuyển được ai làm sỉ này, mày không thế nọ thế kia, vậy thì mình sẽ phải có những phương thuốc. Phương thuốc của mình chính là tiếp tục xoa dịu nỗi đau của nó bằng cách là gì? Cho nó biết rằng nếu gặp nỗi đau đấy thì nên làm việc này, đúng không? Vậy thì cái phương thuốc mình khoe ra ở đây là gì? Nó chính là hàng đi hàng về. Vì tuyển nhiều người thì đương nhiên bán được nhiều hàng, nỗi đau của nó đang là không tuyển được sỉ thì hàng của nó không đi được, đúng không? Không tuyển được sỉ thì đội nhóm của nó không có người, đúng không? Thì ở đây mình bắt đầu khoe hàng đi hàng về. Tiền đi tiền về, mình đi check in ở nhiều nơi mình đào tạo, mình đi check in ở nhiều chỗ đi. Ok chưa? Nên đây là khoe này. Xong đến khi việc cần làm của nó, à ví dụ như là việc của nó là mày mà muốn tuyển được nhiều sỉ mày phải đi đi. Mày muốn tuyển được nhiều sỉ mày phải biết làm video. Mày muốn tuyển được nhiều sỉ ít nhất mày phải biết xây dựng thương hiệu cá nhân như tao. Thì lúc đấy bắt đầu mình lại khoe của mình ra là, à mày thấy tao đi nhiều như thế này cơ mà, mày thấy tao đến tận nhà đội nhóm hướng dẫn như này cơ mà, tao có những cái buổi coaching kèm cặp như này cơ mà, nên là mình gọi điện cho ai mình chụp ảnh. Thì đây chính là mình khoe tiếp ra. Như vậy thì ngoài những cái video này, cái video này nó, cái này nó chính là phần nội dung nói này, và cái này chính là cái này chính là cái hình ảnh. Các em hiểu chưa? Cái này có hiểu không? Ví dụ như là 5 cách để tuyển sỉ về, thế thì mình lại ghép với một cái hình ảnh là đội nhóm của mình rất là đông đảo, đoàn kết, thì có phải là vừa đánh vào được lời nói, vừa đánh được vào hình ảnh không? Nên bây giờ mình đã biết cách ghép nội dung chưa? Hả? Mình biết cách ghép nội dung chưa? Đây mới là kinh điển nhá. Thì với nhiều khi chị dạy các em không biết là ở chỗ này đăng cái gì, thì đây chính là nội dung để đăng lên những tất cả những cái kênh này. Ok chưa? Ok chưa? Hiểu chưa? Và các em sẽ chú ý rằng là phải chép vào, phải chụp cái này vào nhá. Thậm chí là tí nữa vẽ lại cái này đi, xong rồi đưa lên tường, dán vào tường ấy. Không, chúng ta đi qua đi lại là chúng ta sẽ biết cái phương pháp này. Xong chưa? Thế thì ở đây bắt đầu là đến video là xong ba cái phần này rồi, đúng không? Ba cái phần này nó là chỗ này nó chỉ giải quyết được ba cái trên thôi. Nhưng đến cái bàn là biết rồi, đúng không? Bàn là ta sẽ làm video bàn liên tục. Bàn liên tục với mày bằng cách là, à nỗi đau của mày có cái gì? Tao trả lời cái đấy. Mày bàn cái gì, mày thiếu cái gì? Tao lại tiếp tục, nhưng phải chú ý là lời nói và hình ảnh nó phải khớp nhau. Nên là khi mà nó đụng vào khát khao của nó mà mình dạy nó phương pháp thì nhất định phải đưa hình ảnh tương xứng ra. Quản lý kênh thì phải chú ý là những cái video này phải đăng liên tục ít nhất 1 tháng, 1 ngày 10 video, 10 bài trên một kênh thì mới ổn nhá. Bởi vì trạng thái khoe mới giúp mình kiếm nhiều tiền. Xong chưa? Tiếp theo này, sau đó mới đến video bán và video live stream. Lúc này live stream mới có người xem. Nhưng có một cái mà đặc biệt hơn nữa các em phải ghi vào, và cái này mới là cái kinh điển hơn cái kia nữa. Đó chính là gì? Là đứa nào nó cũng phải xuất hiện trong tất cả các kênh của mình. Đứa nào nó cũng phải xuất hiện trên tất cả các kênh của mình. Nên là cái này chú ý này. Đó là gì? Là mày mà xem Facebook của tao thì mày hầu như mày phải like tất cả
mày phải kết bạn với Facebook của tao, mày phải ấn theo dõi tất cả các trang fanpage của tao. Như vậy là khi nó lướt Facebook, nó mới nhìn thấy mình nhiều lần, đúng không? Nó mới nhìn nhiều loại video của mình, có đúng không? Bởi vì như thế này nhá, các em hiểu thuật toán này. Facebook, mày tương tác với bài nào thì bài đấy mày xem được. Nhưng trên fanpage, nhưng trên fanpage này nhá, là phải chú ý là như thế nào? Bài nào nhiều tương tác nhất thì có cơ hội phổ biến rộng nhất. Nên ở đây nó Facebook nó xem một dạng video, nhưng trên fanpage nó lại có khi nó lại xem cái video khác của mình. Thì có phải là số lần mình đạt được cái điểm chạm vào nó nhiều hơn, đúng không? Thì lúc đấy nó mới yêu mình nhanh được chứ. Sau đó mình phải đưa được nó vào cái group này này. Sau đó là mình phải đưa được nó vào cái group này để mình nhốt nó ở đây. Thấy chưa? Và nhốt là một, và phân định luôn. Ví dụ các em sẽ có một cái group là dạy về tiếp thị liên kết này. Các em có một cái group dạy về bán hàng Facebook này. Các em có một cái group là tuyển sỉ tự động này. Các em lại có group là xây dựng đội nhóm vô địch này. Thì nó phải nằm trong tất cả các group của mình. Được chưa? Sau đó trên TikTok này cũng vậy này. Nó phải like TikTok của mình. Có phải nó lướt mỗi Facebook không? Không, người ta lướt tất cả Facebook, cả TikTok. Thậm chí là họ lướt cả Zalo, bởi vì Zalo cũng có video ngắn rồi mà. Mọi người đã xem video ngắn ở trên Zalo bao giờ chưa? Đấy, thì trên Zalo nó cũng có video ngắn cơ mà. Nên là kênh nào thì nó cũng phải xuất hiện. YouTube nó có xuất hiện không? Đương nhiên là nó cũng phải xem YouTube của mình. Vậy thì các em phải chú ý từ giờ trở đi nhá. Thứ nhất, mỗi ngày các em cho chị live stream trên một công cụ là lập luôn. Ví dụ thứ ba, tối thứ ba là tối mình Zoom, đúng không? Bình thường ngày xưa là chị không có ý định xuất hiện trên internet thì thôi tao chỉ Zoom thôi. Nhưng mà bây giờ không, hôm nay tao Zoom, tao sẽ thông báo là à, ngày mai tôi dạy nội dung này trên TikTok đấy. Thế là lập tức mình live stream trên TikTok thì có phải cả hệ thống nó vào TikTok của mình nó xem thì nó có follow không? Follow là do mình kêu gọi, có đúng không? Thế xong hôm sau nữa mình không live stream trên TikTok nữa. Hôm nay tôi sẽ dạy các bạn cách live stream trên fanpage như thế nào. Ngày mai mình lại live stream trên fanpage, đúng không? Xong rồi trong quá trình mình live stream này này, mình sẽ nói luôn là à, các bạn vào cái nhóm này, mình lại đẩy nó vào cái nhóm này. Chính xác không? Và khi mà mình đẩy vào một cái nhóm này một phát thì trên tất cả các nhóm Zalo của mình, mình phải đưa đường link vào là à, các bạn ra nhóm Zalo mà join vào cái nhóm đấy. Thì nó phải có, đây nó chính là một cái dạng gọi là phễu liên hoàn. Ok chưa? Thì như này là mình có thể là giữ được họ trong mối quan hệ, thì lúc đấy mình mới phát triển được họ. Ok chưa? Có hiểu không? Thứ nhất là viết lại cái quy trình này. Thứ hai là phải có đeo bám này. Phân công luôn, một ngày mày phải đeo bám bao nhiêu khách hàng. Khách hàng đấy là ai, thậm chí còn phải biết để phân tích bảng vuông tròn của người ta. Chính xác, nếu làm như thế này nhá, tuyển người nào hầu như đạt 90% thành công. Có đúng không? Là đạt 90% thành công chứ không vu vơ được nữa đâu. Ổn chưa? Nên đây chính là sơ đồ mà chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì lúc đấy sỉ và đại lý về, chúng ta biết cách chăm chưa? Sỉ và đại lý về chúng ta biết cách chăm rồi mà. Phần này chúng ta giỏi rồi, chỉ có cái phần trên này là các em chưa được dạy bao giờ thì các em chưa biết thôi. Thì trước đấy mình phải có rất nhiều các group Facebook này là khác chứ. Thì đây đã tạo ra cái phễu liên hoàn chưa? Có ai không hiểu chỗ nào không? Có ai không hiểu chỗ nào không? Và tất chính xác là ví dụ như nhốt đây là mới nhốt khách hàng tiềm năng nhá. Vâng, còn khi nào xỉ mình lại nhốt tiếp nhá. Có nghĩa là ngày hôm nay tôi sẽ có một buổi livestream, anh chị là muốn đăng ký livestream của tôi hay là muốn tham gia cái để tôi chia sẻ về những cái nội dung như thế này, thì anh chị vui lòng nhấn like, follow, share, fanpage tất cả mọi người. Không, mỗi hôm các em chỉ làm một kênh thôi. Ví dụ như là hôm nay em like trên TikTok, đúng không? Thì em sẽ kêu gọi mọi người là kết với Zalo là nhanh nhất, đúng không?
Thế thì chính xác không? Thì khi nó kết với Zalo của mình thì bắt đầu mình mới đưa nó vào nhóm Zalo chứ. Đến đây mới là nhóm Zalo chứ. Hay rõ chưa? Từ từ nha. Bây giờ các em hiểu cái này chưa đã? Chép lại cái chỗ này đi xong chị lại dạy tiếp. Được chưa? Vẽ lại được chưa? Chắc chắn vẽ lại được chưa? Bây giờ xóa đi là không làm gì được đâu nha. Bây giờ như thế này nha. Bắt đầu đi sơ đồ này. Bắt đầu đi sơ đồ này. Bây giờ mình hiểu là cái sơ đồ này là cái sơ đồ mà chung. Vậy thì bắt đầu đến cái sơ đồ riêng nhá. Chị không xóa cái chỗ này đi nhá. Bắt đầu đến đây nhá. Cái phần này, phần like, share, bình luận này chị sẽ tạm thời xóa đi nhá. Bây giờ như thế này. Trên từng kênh một, ví dụ như này. Sau khi làm rất là nhiều video kia rồi thì mình sẽ live stream đúng không? Live stream thì cái phễu đầu tiên của mình là gì? Ở trên này sẽ là live stream này. Đúng chưa? Live stream sau đó chúng ta cho nó kết bạn với Zalo này. Đúng chưa? Sau đó Zalo thì đưa xuống tiếp ở đây là nhóm Zalo này. Tại sao lại là nhóm Zalo? Bởi vì nhá, hôm nay chúng ta có thể dạy trên TikTok là nội dung về tuyển xì chẳng hạn, nhưng ngày mai cũng là dạy trên TikTok, chúng ta lại dạy là lớp video. Nên là cái nhóm Zalo này nó khác nhau, là nó có thể là lớp video này, đúng không? Nó có thể là lớp tuyển xì này. Nên là nó kết Zalo với chúng ta xong thì chúng ta sẽ đưa nó về nhóm Zalo để phân loại ra, đúng không? Từ nhóm Zalo này chúng ta có thể kéo link group vào đây. Nhóm Zalo này chúng ta có thể là đưa tiếp nó vào group Facebook theo từng cái group này, đúng chưa? Có hiểu không? Rồi, từ group Facebook chúng ta có khi lại vẫn phải live stream thường xuyên ở trong này. Thì lúc này chúng ta mới bắt đầu bán được cơ mà. Sau đến đây là chúng ta bám, đúng không? Hiểu ý chưa? Nên là dù ở trên này có thể là video hoặc có thể live stream thì bắt đầu kết bạn với Zalo. Đây là từng bước một. Các em có thấy là mình hiện tại mình cũng đang làm theo kiểu này không? Có. Đấy, thế thì ghi theo các bước như thế này nữa là xong. Xong chưa? Nên là ví dụ như là cái kênh mình có livestream trên YouTube cũng vậy, nó phải kết được với Zalo của mình. Được chưa? Mình có livestream trên TikTok nó phải kết bạn với Zalo của mình. Mình có livestream trên Facebook cũng vậy, inbox thì cũng vẫn phải kết với Zalo, bởi vì kênh Zalo là kênh uy tín nhất trong những cái kênh này. Hiểu ý chị chưa? Và dù kênh Zalo đưa về thì vẫn phải đưa vào nhóm Zalo và vẫn phải đưa vào group, xong đó mới bán bám được. Xong chưa? Bán bám thì nó lại đến cái giai đoạn này rồi. Rồi, còn ai hiểu gì nữa? Còn ai hỏi gì nữa không? Thế thì lúc ban đầu thì mình nên tập trung xây ở một kênh trước hay là mình xây trên tất cả các kênh luôn? Tất cả các kênh luôn, một dạng video con. Tức là một video mình đăng trên tất cả các kênh. Đúng rồi, con cứ đăng theo thứ tự là cứ đăng TikTok trước, vì thằng TikTok nó bẩn tính. Nghe chưa? Còn các con đừng lo rằng là đăng đến TikTok rồi một ngày nào đấy nó quét. Đến lúc nó quét mình đã có khối vô khối xỉ đại lý rồi. Nhá. Lên tội gì? Nghe chưa? Còn nếu mà ok hơn này, video. Video đấy là một cái video đấy, con edit lại đi. Edit lại đi. Để nó làm gì? Lệch lệch đi một tí là xong. Cho thêm chữ về, cho thêm một cái mờ cái gì đấy đi đấy, đúng không? Thì mình đăng lên kênh khác thì các con sẽ có là mình cứ đăng TikTok trước đi nhá, sau đó đến Facebook, sau đó đến Zalo. Thì không thì con sẽ cứ đăng TikTok trước này, sau đó là như này, ok chưa? Group nữa, Facebook này thì có fanpage và group, ra chưa? Thế thì một video con xây tất cả các kênh luôn mà. Xong đó là gì? Là cô live stream trên kênh nào lại cắt video ra lại đăng tiếp. Có cái gì đâu. Xong lúc nào cô trả lời thì con thống kê những cái câu trả lời ra. Con bảo cô làm cho con những video này. Thì là cô làm cho con ngay, có cái gì đâu. Xong chưa? Rồi còn ai hỏi gì nữa không?
Xây đồng thời tất cả các kênh luôn mà. Live stream đồng thời luôn, TikTok, Facebook nó lại mở live chéo rồi. Hôm trước nó cấm live chéo, giờ nó lại cho live chéo rồi. Nên là 10 kênh này này, các con cứ đăng video bình thường, lúc nào live stream cô lại live chéo. Xong chưa? Để nhóm Facebook ấy, nhóm group thì làm tiếp sẽ có thể là chia sẻ thêm về cái việc là làm thế nào để chuyển đổi cho họ thực sự không phải vào đấy rất là khen tiềm năng. Không, mình chuyển đổi là do trên livestream này con. Mình chuyển đổi là do trên livestream hết. Đến đây mình mới bắt đầu bán mà. Lên trên livestream này, sau đó mình sẽ đưa vào họ vào Zalo đúng không? Sau đó họ đưa vào mình vào nhóm Zalo và từ đây này, quên mất phần bán này chính là Zoom này. Bán này là Zoom này. Nó sẽ có cả những người họ có thể rất là tuyệt vời, là mình có thể bán được ngay. Nhưng mà nếu không là mình lại đưa vào Zoom này. Đúng chưa? Chốt chết luôn, nếu mà làm theo đúng quy trình này chết luôn. Đúng chưa? Thì đến đây là bắt đầu chúng ta Zoom này. Chưa đủ mạnh thương hiệu cá nhân. Bây giờ biết rồi các em nhá. Các em muốn tuyển ai, các em ngồi viết rõ nỗi đau khát khao mong muốn của chị. Làm video xoáy sâu vào như thế, làm đúng đủ các bước như thế này. Dung phải chú ý này, thứ nhất là phải lên luôn video. Một ngày phải được 10 video hoặc 10 bài. Video này có thể nhá, các em chú ý là có thể có sự xuất hiện của chị hoặc không cần có sự xuất hiện của chị, hoặc video chữ. Video dạng chữ ấy con, dạng text ấy. Nhưng mà cứ đừng đánh trúng vào nỗi đau khát khao mong muốn của nó là được. Không cần là cứ phải video của cô Sâm. Cái này có hiểu không? Đấy. Thế thì những cái video mà truyền động lực kiếm tiền, máu kiếm tiền thì nó đầy. Chính xác không? Cứ lên internet thấy cái video nào hay về mình làm lại cái video đấy đi, sau đăng lên. À, con cứ khác nhau một thời gian nhá, sau con lại edit lại, con lại đăng tiếp. Nên nhớ rằng có một cái rất là hay, đó là ví dụ như con đăng video về tuyển sĩ, sau một thời gian lại rất là nhiều các bạn mà chúng ta đăng lên, người ta lại like vào bài, chúng ta lại đăng lại cái video đấy, nó vẫn tương tác mà. Nhưng cần phải edit lại đi nhá. Hoặc là nội dung đấy chúng ta làm theo kiểu khác đi, thì lại edit lại, có khi lại lấy lời nói của cô nhưng mà lại ghép vào một cái hình ảnh nó mới hơn chẳng hạn. Hiểu ý chưa? Là ở đây chúng ta phải có một cái sự xào xáo video, đúng không? Đúng rồi, nó chính là bình cũ rượu mới đấy. Nghe chưa? À đâu, rượu cũ bình mới. Rượu cũ bình mới. Nên là phải có một cái sự xào xáo video lại đi, xong lại đăng lại. Bởi vì đến cuối cùng nó vẫn là ba cái này thôi mà. Chính xác không? Đến cuối cùng nó vẫn là có ba cái này, và đến cuối cùng vẫn là trả lời câu hỏi thôi, đúng không? Nhưng mà nó phải luôn luôn như vậy. Bởi vì ví dụ như này, một tầng lớp nó vào xong mình kéo được ra một lũ làm sỉ rồi, thì lại tầng lớp sau nó vào để mình lại phải kéo ra làm sỉ. Nó vẫn chỉ có một bài như thế thôi mà. Nghe chưa? Lên video cần phải có sự xào xáo video lại đi, thì nó sẽ có độ đổi mới hơn. Hiểu hết rồi, còn ai hỏi gì nữa không? Hỏi gì thì hỏi luôn đi. Bây giờ cái quan trọng là mọi người phải hiểu thì mới làm được. Đấy, xong rồi đấy. Ngon chưa? Ngon. Bây giờ hiểu rồi. Thưởng vẽ lại cái sơ đồ này lại cho cô. Dán lên. Mở ngoặc ra, video bạn kia là video dạy cách này. Bạn thì ứng với khát khao. Video ban thì ứng với khát khao này. Là nói luôn nha. Bây giờ vẽ lại đi, xong rồi cho tất cả mọi người cùng hiểu. Hiểu xong rồi mọi người sẽ cùng thực hiện được nha.